Bây giờ mấy chị em đang đi kiếm quán để đi ăn nè cả nhà. Ăn gì đây? Hả? Quán này quán gì đi, quán nhậu mà. Quán này là quán nhậu, ở bên hàng quán nhậu là gì nè cả nhà? Đây là quán nhậu nè. Đó, quán ở khúc này thì do xe người ta chạy ngang, người ta mở nhạc rất là lớn nên là nghe sợ bản quyền nên cái tắt tiếng. Cả nhà xem thông cảm nha. Và năm mới thì nghe xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Vạn sự như ý, tí sự như mơ. Và chúc cho mọi người lúc nào cũng được khỏe mạnh, vì có sức khỏe là có tất cả, đúng không mọi người? Và bây giờ thì cũng theo Nghi tiếp tục khám phá cái quán ăn ở Hàn Quốc nha mọi người. Ờ, giờ đi kiếm cái quán gì vậy cà? Đi kiếm hoài không thấy quán nào thích vừa ý hả? Quán này quán cà rán gì vậy? Ở đây sao có nhiều quán Trung Quốc nữa nè. Mấy quán Trung Quốc không? Đây là cả nhà. Quán Trung Quốc họ có ghi chữ Trung Quốc. Có quán chưa? Này quán thịt nướng này. Ở đây quán thịt nướng này. Ăn gì vậy? Ờ, khanh bi kìa. Đây cũng khanh bi nữa nè. Quán bấm bảnh hơn, quán này quán nhậu mà. Thấy người ta nhậu không à? À, anh đây ít người hơn nè. Anh đó người ta đang nhậu đông quá. Đây người ta đang sửa tòa nhà. Rồi vô quán này đi. Hả? Sao? Đi vô đi ăn. Bây giờ tới quán thịt nướng nè cả nhà. Ủa có một cái hay một cái hả? Một cái nướng. Đây quán thịt nướng đây nè cả nhà. Sáu phần được rồi. Bà kia bà đang đói mắt á. Bà ba bà đang đói mắt.
là bà chị hai chị em đi làm nông chung nè cả nhà. Đẹp gái không? Là chị hôm bữa đi tỉa táo chung với Nhi á. Hai chị em hay đi làm nông chung, với lại hồi đó đi làm tỏi nè, đi nhổ tỏi nè. Hai chị em nhỏ nhưng mà có vỏ. Đi tỉa táo vui. Là bữa giờ là mấy tháng rồi hai chị em mới gặp? Mấy tháng rồi là cả nhà? Đây là căn nhà bữa nay mấy chị em đi ăn thịt thanh đi nướng là thịt sườn ướp gia vị. Để mình review từng món nha. Đây là gì ta? Tàu hủ. Phải phải trứng hấp. Trứng hấp rồi đúng không? Còn đây là lá tỏi ngâm, Và mỗi một người là sẽ có một miếng hành tây với lại bột lạc. Đây kim chi, tỏi, với lại tương trắng, rau xà lách. Vừa đâu phải đem con rau nhỏ. Đúng như tía tương vậy đó. Đậu nành là sống mà luộc mà cả nhà ăn ngon lắm. Các bạn thấy không? Giờ người ta đem lửa than ra để mình nướng thịt. Đem người ta đã nướng sơ thịt cho mình rồi, đang cho mình nướng cho nó nhanh. Ngồi đây nắm mặt luôn á. Bịt khẩu trang lại. Ôi giời trời, đập cái luôn. Nè. Bao nhiêu đó là 7 phần á cả nhà? 7 phần, một phần như mau 11.000. Cái dĩa gì? Nè mỗi người một dĩa đó. À đúng rồi. Con gái phải điệu đà. Ngon không? Hồi bữa mà review thịt kia chưa đăng lên Facebook, chưa đăng lên YouTube, nhưng tới đây thịt review thịt mới nữa. À bữa hổm là đi gần, bữa đi hổm đi gần không có trang điểm. Ủa chị Hằng. Chị Hằng chứ không đi chung mình để quay phim nè. Bữa hổm đi ăn gấp quá, điện mau gấp quá, nó không có trang điểm. Mà ba đói bụng ăn nhiều vô. Đây là nhiếp ảnh gia chụp cho người mẫu quảng cáo thịt. Ngon hấp dẫn không cả nhà?
ngon. Ở đây làm gia vị vừa ăn ngon làm không? Mới ăn thử miếng. Ngon. Em đợi đó. Ủa sao ba miếng nấm không cắt ra vậy trơn trời? Mà bữa nay bận đồ áo sơ mi nhìn lịch sự giống như là mấy em nhân viên ở trong ai ấy á. Đây là gia vị vừa ăn ngon lắm cả nhà. Quán này ngon. Ăn đi chị, ăn đi. Ma quán này ngon không? Bơ hẩm không? Ngon không? Thịt làm mà vừa ăn. Con ơ cơm bít quá hả? Trời trời nghĩ sao chân chứ cơm con tí xíu xíu à. Tiếng thế gì mà tính chứng cơm ngà. Vậy mà chứng cơm ngà đó. Người ta phải múc cho đầy chứ trời. Không chịu ăn mấy cơm nào ăn đi chị. Đây là thịt cả nhà. Có bò tạc với hành, cái nước nói chung là ở đây họ làm mà rất là ngon. Đây nghe mời cả nhà nghe ngon lắm. Nóng nóng cà không? Rồi bây giờ tụi mình đi về nè cả nhà ơi. Cơm có cho tên Trang, bảo có cho mình tên Trang đâu. Năm kia bả đó. Đúng không? Không, chắc là có tên Trang gọi riêng á. Tên Trang gọi riêng. Không có riêng đâu. Cơm kêu cơm là cho, phải cho mình tên Trang. Nè cơ nè, thấy chưa? Bây giờ tụi mình ăn xong rồi đi ra về. Hết chưa? No chưa, ngon không? Nói chung là thịt nướng, thịt ướp vừa ngon. Ủa mai rồi, ở đây hả? Còn chị Dung đâu? Đây. Rồi, nhiêu tiền vậy? Bà ba? Đây, tính tiền đi nè, nhiêu vậy? Nhiêu vậy? Vậy là người nhiêu tiền, người ta ra ngoài đây lạnh quá. Ăn xong rồi, bây giờ no rồi cả nhà ơi, bây giờ đi về. Đây cái quán mà Nghi ăn nè cả nhà. Có hình sừng nướng hấp dẫn không? Ăn xong rồi bây giờ đi về, ra ngoài trời lạnh quá. Ăn xong rồi bây giờ mấy chị em vô quán trà sữa uống nè cả nhà.
hôm nay là một ngày đi chơi mà phải chơi cho đã. Anh đây nó có kèm mà bán kèm bánh ngọt nữa. Ở ba uống gì vậy? Đây là cái bảng giá trà sữa. Rồi bây giờ mấy chị em uống tăng ba hả? Tăng ba là bây giờ là uống trà sữa mới về cả nhà bữa nay. Lâu lâu đi bữa đi cho tới bến. À, về cơm khi nào mà hết chạm xe biết không ta? Làm gì có chị này bé nó chạy bây giờ nó chạy một chút. Trà sữa đây ngon không cho mình không? Cũng yếu cũng được vậy hả? Cũng tương tự như một ngày nữa chưa ai hết. Uống trà sữa là xong mấy đằng này uống xong rồi mới về. Mà ba không thích ăn trân châu hả? Tôi phải có trân châu tôi mới chịu. Nhầm xã dễ khó. Chứ không à? Em lấy cái số định danh xuống tỉnh tỉnh em làm, nghe là mẹ bớt ra xã làm dễ chỉ dễ bà nội dễ ra tỉnh làm. Làm tỉnh mẹ ba báo lúc nào mẹ cứ tỉnh bà nói về xã làm bà nội nó kém bà nội nó đòi bà cứ nội về ghét nhìn nó nói. Rồi xuống tàu rồi bây giờ cái chỗ này là chỗ nào ta? Tàu luôn hả? Còn du ngủ có lại không? Không, cái này xuống tàu nãy mình đi chỗ nào vậy? Nãy mình đi mấy bên kia hả? Ừ. Rồi đúng rồi, nãy mình lên. Hồi nãy mình lên tàu là mình lên mấy bên kia. Bây giờ mình xuống tàu đi bộ về. Mai giờ điện trọng đi rước xuống chưa? Nãy giờ đi ăn xong giờ về xuống tàu đi bộ về nhà một đoạn rồi mới tới nhà. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ Nghi đi về. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.